Thế thầy cho bơi tới 4 giờ là ở lộn, À. 4 4 giờ sáng đó cô. Ủa, 4 giờ sáng ra bơi rồi hả? Dạ 4 giờ sáng đến 4 rưỡi ra Ui bơi. chi cha. Trời ơi. Đây là Hoàng lạnh, Hoàng sợ đúng không? Con nó À máy mà đâu có lạnh đâu cô. ha, mới Tắm xuống xong hả? giờ bệnh luôn cô. Từ đó. Tại bữa nay buổi sáng hơi lạnh hơn bình thường xíu nên là dễ bệnh. Sư công kêu là 4 giờ là phải ra tắm rồi. À. Đó là à, sư công kêu phải làm đúng giờ đúng việc nên 4 giờ lôi lôi ra tắm. 4 giờ sáng. Yeah, ok. Bệnh hết luôn, bệnh lùi luôn. Không sao, bệnh dưỡng sức thì nó hết thôi. Tuấn Minh thì sao? Con về nhà Nhưng làm đàn không? Con có chơi gì không? mà cô ơi, Hả? con á, tắm buổi sáng là à, không có gì, không có gì. Để nghe Tuấn Minh kể ở Nam Đàn có gì nè. Tuấn Minh kể đi con, ở Nam Đàn có gì vui không? Giới thiệu. Tưởng tượng con đang mời các bạn tới chỗ con chơi du lịch vậy đó, giới thiệu đi. Hello Tuấn Minh. Ừ. À, không có bệnh gì hết trơn á cô. Hả? Cái lúc ở với sư ông con không có bệnh, con quậy gì á, con có hầu vơ tới hầu vơ cái con quậy. Lúc về con mới bệnh đúng không? Dạ đúng. Rồi Cây nha. đi. Ok, Nhân Khánh ơi, Thùy Linh, Thùy Trang ơi, tụi con mở cam lên nào. À, bây giờ mình đếm nha. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ta đà. Thôi mình bắt đầu luôn nha. Vậy là hai bạn, mấy bạn nó khỏi khỏi chơi trò chơi đúng không con? Không thấy phản, không thấy phản hồi nên là khỏi chơi trò chơi đúng không? Ôi Ơi. lại chơi cái trò nữa hả? Nhưng mình đổi câu hỏi. Mà chào thì con quên luôn. Chúc chơi nhớ nha. Rồi Nhân Chót tuần không học. Khánh. Hả? Ok nào. Nhưng mà cái nếu mình nói chuyện nhỏ là con trong nhóm Minh Nguyên nha cô. Chốt ghế. Ok. Xin chào Bảo, anh Thư. Hello Bảo Vân. Ủa hai bạn ngồi chung với nhau à? Rồi, vở học đâu không thấy Hiên. Chuẩn bị vở chưa? Vở với bút chưa? Bảo Vân với anh Thư nè, chuẩn bị vở với bút chưa? Thì Trang, thì Linh ơi, tụi con có ở đó không? Ở ghê đây là, ủa đây hai bài học chung mấy hả? Ok. Kệ không sao đâu, em cứ đứng đó chơi thôi. Không sao đâu con. Alright. Ready? Now let's go. Let's start. Cô. Ok. Ready. Mời các bạn ngồi thật thẳng trên cái lưng của mình nào. Chúng ta sẽ thở với nhau một chút xíu ha, để mình có thật là nhiều oxy lên não để chúng ta học tốt hơn ha. Ok, rồi, cô mời các bạn để tay ra khỏi thiết bị máy tính của mình nè, thiết bị di động của mình nè. Đấy. Để tay ngồi giống như mình ngồi đang ngồi thiền vậy đó. Mình sẽ thở với nhau khoảng vài hơi thở thôi ha. Mời Nguyễn Hoàng, Nguyễn Hưng, Tuấn Minh,
Minh Uyên, Nhân Khánh, Anh Thư, Thùy Trang, Thùy Linh. Rồi tụi con ngồi giống như ngồi thiền nào, ngồi ngồi xếp khoanh chân lại một tí, hoặc là ngồi sau đó mình thấy thoải mái ha. Rồi bắt đầu mình theo dõi hơi thở nè. Ok, mình sẽ thở theo bạn cá nha. Trời. Rồi, rồi, hít vào nè. Thở ra. Tốt lắm, Nhân Khánh. Hít ngoài có lên. Hít vào, đúng không? Thùy Linh, Thùy Trang, hít vào. Thùy Trang ngồi thẳng lên nào, hít vào. Nè, thấy người mình phòng to ra luôn nha, to là to luôn. Wow, ra đè xuống. Rồi, tốt lắm thì lên thị trang. À, thì lên thị trang, tụi con ngồi thẳng lưng lên nghe. Thành viên mình học là mình ngồi thẳng giúp cô Hiếu. Ok, thank you. Now let's go. Oops. Ok, so now we come to the next activity, the warm-up activity. So, who is team one? Team one. Who is team one? Team 1, Nguyễn Hoàng, yes. Ok, Huy. Huy rồi, Huy đúng không con? Ok, Huy. Thùy Trang với Thùy Linh đang ngồi trước máy. Được Thùy con. Trang đúng không con? Thùy Trang. Thùy Trang team 1 luôn ha. À, Nguyễn Hoàng team 1 nữa phải không? Ok, Nguyễn Có Hoàng. Hả? coi kỹ thì được cơ. Nguyễn Hưng, ok, Nguyễn Hoàng, Nguyễn Hưng. Nguyễn Hoàng, Nguyễn Hưng, Huy. À, Thùy Trang. Rồi, Anh Thư nha. Team 1. Chim quanh giơ tay lên. Ok, team 1 raise hand, đúng rồi. Minh Uyên con bỏ tay xuống đi. Ok, team 1 raise hand. Dạ, cô Hiếu thấy hả? Raise hand, bấm nút raise hand. Ok, good, Nguyễn Hưng. Yes, I can see you. Ok, Anh Thư, you team 1. And Huy, team 1, right? Now, team 2. Ơi, Bảo Bảo Vân nói gì? Cô ấy chị ăn xuống một chim chú à. Yeah. Thôi, bữa nay cô chia ra đi ha. Rồi bữa sau thì cô đổi qua cho team 2. Rồi Bảo Vân nè, Nhân Khánh, Minh Uyên, Tuấn Minh là team 2 nha. Thùy Linh nữa, Thùy Linh là team 2 nha. Ok rồi các bạn bỏ tay xuống nha. Rồi bắt đầu nghe. Bắt tay giỏi. Alright, so we have team 1 and team 2. Team 1 go first. Number seven. Number 7. Number three. Ok. Number 7 ghi 10 points. Sorry. Bài Ok. xong Không luôn. sao, không sao. Cuộc đời vẫn còn dài đó, đừng lo. Team 2. Team 2. Team 15. Ok. What type of door is Marshall from Paul Pat? Ok. Hình như cái này là coi rồi đúng không? Cái này. Cái này làm rồi mà cô. Yeah, nhưng mà nhớ hay không nha. Rồi. Không có mất tiêu gì. Ok, 10 seconds for team 2. Team 1 vẫn có thể dò kết quả trên mạng nha. Nếu mà team 2 trả lời sai thì team 1 có quyền trả lời nha. Ok. And 9,
A seven six five. Các bạn team two cũng cố gắng dò kết quả để mình giúp Minh Uyên nha. Four. Three. Con biết rồi cô. Two. Con biết rồi cô. Ok, answer. What is that? Dramaten. Hả? Dramaten. À, Dramaten, Dramaten. Yes, it. Dramaten, ok. Là cho đố nha các bạn. Dramaten. Now, team one. Back to team one. Oh my Nguyễn Hưng đâu? God. Number Three. What is the biggest ocean in the world? Now let's go. Team Team one go. Team one, câu này được tới 25 điểm lận, sướng dữ vậy. đó Far là and cái đó là gì vậy cô? Con muốn có ocean là gì? Ocean là gì các bạn? Trên biển, hình. đại dương Đúng rồi. Biggest là gì? lớn nhất Đúng rồi. thế Biggest ocean. giới thôi cô. Yeah, Biết exactly. Thái Bình Con biết. English con in English. Can. Alright. biết Pacific. Pacific, Nguyễn Hưng answer. Ai đúng luôn. Theo đồng đội của con kìa. Pacific. Pacific Ocean. Dạ. Con nhớ nói gì vậy cô Hiếu? Con lặp lại theo theo đồng đội của con nào. Nguyễn Hoàng trả lời rồi, Nguyễn Hưng sẽ trả lời theo nha. Pacific. Pacific Ocean is the biggest. Ocean is the Pacific biggest Ocean ocean is in the world. Pacific Ocean Okay, is the biggest ocean in the Good job, exactly. The Pacific Ocean. Được chưa? Alright, team one. Team two. Minh, Tuấn Minh. thất vọng. Tuấn Minh. Không lớn. Number. Tuấn Minh ơi. 21. Tuấn Minh, five, four, three. Tuấn Minh. Rồi, Tuấn Minh đang coi cái gì đó rồi đó. Bạn khác từ team à, Nhân Khánh nè, à, Nhân Khánh nè. À. Skibidi Team Nhân hai Number hai Number five, ok, number five. tìm gì được cơ Okay, bộ. which country is the largest in the world? Bạn nào có thể giúp cô Hiếu dịch câu này nào? Country là gì? Việt Nam is a country. China is a country. America is a country. Country là gì nào? Là nước, Nước, đất đúng nước. rồi. Largest là gì? Là À, lớn nhất đúng không? Which country is the largest? Là nước nào? Nước nào lớn nhất nha? Rồi Nhân Khánh ơi, ready for answer chưa? Các nước. bạn Bảo Vân có thể, Bảo Vân, Anh Thư, Thùy Linh, Thùy Trang, tụi con có thể dò ha, dò bằng Google đấy, để coi đáp án mình không có ngồi đó không nha. Ok, Russia, rồi con biết rồi, con biết rồi. Russia, right, Russia, Russia, đúng Russia, luôn. Rồi Russia, Nhân Khánh nào, Russia, Nhân Khánh trả lời nào. Russia, Russia, Russia. Russia, Nhân Khánh. Russia. Quay quay Nhân Khánh ơi. Nhân Khánh đọc trả lời nguyên câu cho cô Hiếu nha. Russia is the largest country in the Russia is world. Russia. Chứ không phải là Russia nha, Russia. Nhân Khánh lặp lại. country.
Nhân khánh lặp lại nào. Russia is the largest country in the Is the largest country in the world. world. Rồi, tất cả các bạn cùng lặp lại theo cô Hiếu nào. Russia. Russia is the country largest in the world. The Russia largest is country the in world. the world. Thì nước Russia là nước gì nào? Là nước nước Gì? Nước Liên bang Nga nha. Russia là nước Liên bang Nga. Ok, nước Nga là đất nước rộng lớn nhất thế giới. Ok, Ủa Russia is the largest country in the world. không Ok nào, team cho one. không Huy, đi. Huy, Bảy đi. Huy. Number Thích. six, alright. Để Ho làm ho. sao What is the chemical formula of water? Chemical formula là công thức hóa học ha. What lắm is the chemical formula of water? không phải là để tập Rồi các bạn dò nào. Câu này được tới 20 điểm nha. cái từ khoa học như lại đồ chỉ vui Bảo anh, bảo thử, lớp bảo không với anh thêm bắt bắt để cái gạo gì luôn đó. Ok. 10, 9, 8, Con 7, biết 6, con biết Fine. Ok. HO2 HO2 really? HO lỏng Như thường thường thì HO2 nó sao coi kỹ lại lấy gì? XO2 hay là X2O. X2O. Ok. Alright, alright. Nào, Nguyễn Hoàng trả lời nguyên câu đi rồi Nhân Khánh trả lời thêm. Huy trả lời thêm. X2O is the chemical formula for water. Very good. Nào, Huy ơi, con trả lời nguyên câu thì cô hiểu sao? Mời bạn Nguyên Hoàng đọc lại. What? Nguyễn Hoàng đọc lại nào. H2O is the chemical formula Đúng rồi. Ok, nào. H2O. What đi không? Huy con thay chữ what bằng chữ H2O là được. Con thay chữ ok. Rồi, con đọc. H2O Is chemical formula water. good. Rồi tất cả các bạn đọc lại theo cô Hiếu nè. H2O is the chemical formula for water. One, two, three. H2O H2O is is the chemical the formula for water. chemical Ok. Chemical formula for water. Và team point for team one. Now team two. Team two, bạn nào chưa đi ta? À, Bảo Vân. Bảo Vân, let's go. What number are you to choose? Number eight. Sure. Ok. How many primary colors are there? Ok. Primary colors là có bao nhiêu màu căn bản đúng không? sáu Không phải, không chỉ đếm ở đây, mình search Google đi coi cái nào nó chỉ gợi ý vậy thôi chứ nó không phải là câu trả lời đâu. Ok. Nào, bảo con anh Thư sử dụng Google tra cái câu này đi. Primary color. cho một tí
Ok ten. Rồi thì Linh ơi, cố lên nha, tra tra đáp án đi con. 9 8 7 Không biết rồi. Three primary colors. Wait, I think it. Oh, all right. Maybe it's Primary colors. okay. Six. Okay, three primary Đồ vân tay ha. Three primary colors. colors. Okay, cô ghi nhận đáp án đó nha. Để cô coi Bảo Vân với anh Thư có search ra được không nha. Trời ơi, đi tiểu Google mà đó. Để kiểu mà. Không Rồi, mẹ. tụi con mở ra được chưa? Tìm ra được Không chưa? mẹ đi. Đâu. Rồi, Người Bảo đã Vân ơi. Chị Minh Uyên đã tìm ra đáp án cho lần này rồi, bán làm sao mà. rồi. Người đã bán rồi. Rồi. Minh Uyên ơi, con trả lời đi để cho Bảo Vân trả lời theo nào. Are we in primary colors out there? Three primary colors. There are. There are three primary colors. Very good. There are three primary colors. Red, yellow and blue. Như vậy là có ba màu căn bản, là từ ba màu này thì nó phối hợp nó tạo ra những màu sắc khác ha. Ok. Nào, Bảo Vân answer. Minh Uyên đọc để cho Bảo Vân đọc lại. There are three primary colors. Very good, Bảo Vân. Now everyone say there are three primary colors. One, two, three, go. There One, two, are three there are primary three colors. primary colors. Thùy Trang, à, Thùy Linh. Sorry, Thùy Trang. Cô bị nhầm hai hai đứa rồi. Thùy Trang án sao? Ê, à nói ừ. Tắm đi Ok. hả Thùy Trang nói à. sẽ. Hả Thùy Trang. bạn như vậy không nữa chồng Ok, nào team one, back to team one. Team one, bạn nào chưa đây nào? mình vừa đấy không chịu Anh Thư, right? Anh Thư, pick a number two number. Number two, sẵn sàng nha, sẵn sàng máy để search cho đáp án nha. Ok, which two part of the body continue to grow entire life? Wow, con này khó dữ, 25 điểm là đúng rồi. Ok. Which two part of the Ok, body continue to grow for your entire life? Hai bộ phận nào của cơ thể tiếp tục phát triển trong suốt cuộc đời của các bạn luôn? cái chân Ok, một cái thì chắc là biết rồi, còn hai cái thì không biết. Cái còn lại cái gì? Ok nào, nào you have 10 seconds to cái research. Ok nào, 10. con bé con Các đội chuyên quan cố lên, các đội chuyên quan chuyên chu dò đáp án như nào để có gì mình giành quyền trả lời hay để mình kiếm điểm cho đội của mình. Nine, eight. nhiều Tuấn Minh ơi, sẵn sàng chưa? Seven, six, five, four, rồi three, con biết rồi con biết rồi two. con Ok, khoan, để coi anh Thư có biết không. Anh Thư ơi, ra đáp án chưa? biết Chưa. One. Rồi, Nguyễn Hoàng. À, ngoài Nguyễn Hoàng ra, Chiên Quan có ai muốn trả lời không nào? Chiên Quan ơi, có bạn nào từ Chiên Quan muốn trả lời không? Thay cho Nguyễn Hoàng không? Huy ơi, con có muốn trả lời thay cho Nguyễn Hoàng không? Con có câu đáp, có đáp án gì không? có Hả? cơ có cơ ạ À rồi rồi, ok. Nào Huy, trả lời nào, quá quá là đây. nào Nail, yeah nail and một phần nữa.
In À, hand nail, good job. Ok, nail, hand nail. Ok, là Nguyễn Hoàng con có đồng đáp án không vậy? here. Ok, Nguyễn Hoàng có đáp án là gì? Là nose and ear muscles. Oh, nose and ears muscle. Muscle. Oh, như vậy là sẽ có rất nhiều đáp án đó, tại vì nail and hair cũng giống mà, cũng đúng mà. Tóc và móng tay cũng liên tục phát triển mà đúng không? Minh Yên có đáp án gì? Dù có bị chôn xuống đất móng tay nó vẫn mọc. Minh Rồi. Yên đáp án là gì? Dạ con giống Mỹ Hoàng á cô. À, con giống Nguyễn Hoàng đúng không? À, ok. Rồi, nhưng mà cô ghi nhận đáp án của bạn Huy cũng rất đúng nha. Nail and hair là móng tay và tóc. Ok, nào, anh Thư trả lời. Quên. Huy đâu mất tiêu rồi. Huy trả lời để anh Thư lặp lại đi con. Sao They are, they nail and here. are. Ok, nail and hair. Ok, anh Thư lặp lại nào. They are nail Ok, they are nail and hair. Ok. Và đáp án khác là nose and ears nha. Nose and ears muscle ha. Ok. Alright, now. No, oh my Tuấn Minh, God. number. Tuấn Minh chưa có chọn, đáp án chưa có One. Thua đi, thua đi, thua đi, thua chọn. Đúng rồi. đi. Kẹp Bấm các con. đi, Cậu bấm vô từ kẹp các điểm đi, thua đi, thua đi, thua đi, con. Tuấn Minh không có nghe cô không? À, bốn. nó vừa phô. Ủa sao Tuấn Minh cái mic nó bị sao ra? Bé con nhỏ. Vậy thì con phải để gần với con nói, cũng không nghe gì được luôn á. Ok. What's the tallest mountain in the world? Con Tallest quên mountain rồi. in the world. Ok, very easy. Now pick 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 hand. Tuấn Minh search đi. Tuấn Minh search đi. Đừng suy nghĩ. Có thể search. Nếu mình chưa nghĩ ra thì có thể search. Các bạn khác cũng search đi nào để giúp Đến cho con. em đấy. Three, Everest. two, Em okay. con biết Đỉnh con Everest, biết con biết đỉnh Everest, cái này con đỉnh biết. Everest, đỉnh five, Everest, four, đỉnh Everest, đỉnh đỉnh Everest, Everest, đó hả? Ok, trả lời nguyên câu cho cô hiểu nè. Everest. Mountain, Dạ con không biết. Everest Mountain. Yeah. Alright. Nào, Minh Uyên trả lời nguyên câu để cho bạn Tôi Tuấn cho Minh Lan đi lặp vệ lại. sinh. Ok, yes. Minh Uyên trả lời Everest nguyên câu để mà Tuấn Minh lặp lại nè. mountain tallest in the Ok, yes, Tuấn Minh again, again. mountain is tallest in the world. Ok, Everest is the tallest mountain in the world. Good job. Con vừa sợt, con vừa bấm loạn xạ. Alright now, everyone say Mount Everest is the tallest mountain in the Mount world. Everest 1, 2, Mount 3, Everest go. is what? Mount Everest Is the tallest in the world. Is the tallest mountain in the world. Ok, khi mà câu hỏi bắt đầu bằng what á thì con thay cái danh từ này ngay chỗ chữ quát cho con biết là được ha. Còn những phần khác thì cứ giữ nguyên là được ha. Mount Everest is the tallest mountain in the world. Ok, 1, 2, 3, go. Mount Everest is the tallest in the Tallest mountain. Ok. Mount ở đây có nghĩa là đỉnh núi nha các bạn. Đó, chỉ có một ngọn duy nhất thôi nên là nó không có dãy, có một dãy nên người ta gọi nó là cái mount ha. Giống như là Mount Fuji, núi Phú Sĩ cũng vậy, nó chỉ có một mình nó duy nhất thôi thì người ta sẽ gọi là mount ha. Okay. Alright. Thiên Thư vẫn đang dẫn trước nha. Thiên Quân ơi, Thiên Quân. Thùy Trang là Thiên Quân đúng không con? Ok, now let's go Thùy Trang.
Number Number one, okay. Oh my sorry. Với cái ô lựa chọn số 1 thì đội 1 vừa làm một hành động cho đi rất đẹp. Ok. Nhưng mà các bạn yên tâm vẫn còn một ô khoáng đủ điểm nữa nên các bạn yên tâm nhé. Alright. À, tạm thời thôi, số điểm này chỉ là tạm thời, các bạn hãy 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 đừng lo, chúng ta vẫn còn dài tới mấy ô dưới là ok, mười Kim sáu có được mười sáu 16. Kim con đi hết rồi hả? Tới lượt con quay lại con rồi hả? sixteen 16. ủa Ok. What is the fastest land animal? Animal là gì? leopard À khoan, quay. Leopard, dạ, mấy gì? Animal là gì các bạn? động vật Động vật. Land là gì? Dưới nước hay nét trên mặt đất? Dưới nước hay trên mặt đất? Dưới nước hay trên trên cạn? mặt đất hả con? Ờ, đúng rồi, land animal là động vật trên. Leopard. Ờ, trên cạn nha. Fastest là giống như bác này là chạy rất nhanh luôn. Ok, fastest land animal, động vật trên cạn, nhanh nhất ha. Leopard. Ten. Con Number mi nine. Ok, Nguyên, let's go. Justin. A cheetah, right? Cheetah. Justin. Justin. Có whole sentence, Nguyên. Cheetah is the faster land animal. Okay. Cheetah is the fastest land animal. Good job. All right. Now everybody say cheetah is the fastest land animal. One, two, three. Cheetah is the faster land animal. Faster. Chứ không phải faster. Ok. Cảm ơn Minh Nguyên đã đọc rất to và rõ. Cô hy vọng là các bạn khác cũng đọc lại to và rõ giống như Minh Nguyên nha. Nào. Cheetah is the fastest land animal. One, two, three, go. That is the faster land animal. Thôi Sao đi không trời nhỉ? ơi, thôi đi Sao mỗi mình đi cổng nha? Rồi, cảm ơn Minh Nguyên. Cheetah là con gì ta? Bạn nào biết nè? Minh Nguyên im lặng nha. Bạn nào biết cheetah là báo con gì? Cho con. Ê, cheetah là con gì? Từ từ. Cho con. báo đen Cô sẽ mời. À, cô mời Nhân Khánh. Cho. em cho cô là newspaper Hả? báo cô ạ À, con báo, đúng rồi. Cheetah là con báo nha. Báo nhưng mà đốm. là báo đen Báo đốm châu con Phi. báo đớn hả con có tưởng báo bạn nghe là báo Đây cho cô đen hiếu ba nữa nha, Cheetah là con gì nha? Ok, lúc 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 hình như là con báo không biết là con báo rồi nó báo Cheetah. gì Cheetah. chi Tai. tà Đây chính là Cheetah nha các bạn. Con con này. chi tà là con leo bài À, leopard đó hả? Cho cô hiếu coi thử cheetah với leopard nó khác nhau gì nha. Cả hai con đó đều là cũng giống. khá là giống nhau. Đây. Để coi nó có phân biệt. Có ba con giống nhau đó là jackal, leopard với lại cheetah. Đây. Coi nó giống nhau gì. À, chi tà là nó có hai cái đường nghe mặt nghe miệng đó Ừ, nó khác nhau là chỗ cái đó mắt là nữa. xanh còn con dragon là mắt đỏ. Ừ. Khoan hoa để coi thử nha. À, cái điểm khác nhau của ba con này là gì nha? Nó khác nhau ở cái hoa văn nữa nè con. Nè. Hoa văn của mấy con này nó khác nhau Một nè. con thì đốm Tròn thì nó đốm tròn nhỏ, một tròn. con thì đốm bự, một con thì nó cứ sọc Còn con thử còn còn cái này nữa nè, khác nhau chỗ gì nữa?
Độ cao Đúng không? hả ta? Ừ, độ cao con này 26 thứ À, 36 không cân. biết rồi. À, là hình như là cái xương của nó nhổng lên. Ừ. À, Cái cái người. cấu trúc cơ thể nó hơi khác nhau đúng không? Dạ đúng. Như vậy trong Như này con thấy như con chi tà là con mạnh nhất hay sao á ha? dạ đúng. Con chi tà là mạnh nhất á. Nhưng mà Nó nhẹ, săn nhẹ mồi, nhất. nó săn mồi xịn dữ lắm. Nhưng mà nó nhẹ nè con, nó có mua 145 thao thôi. Còn con này, con leo khóa tới 200 thao, còn con này cao nhất tới 210 thao là con chắc rồi. Có cái con giờ ở dưới cuối cùng nhìn nó giống con hổ quá trời, con Ha. nhìn cái tướng nó đi trang con hổ luôn. Đúng là cái cấu trúc của tụi nó khác nhau. Chi tà là cái bụng của nó nhỏ xíu à mà nó chạy nhanh dữ lắm. Ừ, đúng rồi, đúng rồi. Cái loài săn thì cái bụng của nó sẽ rất mạnh, à, rất rất nhỏ, và hai cái đùi sau của nó rất mạnh. Leopard cũng săn mà cô. À, nói chung là gọi là tốc độ nó dựa vào cái cấu trúc cơ thể mà. Chó cũng vậy, cái loài chó mà gọi là chó săn đó, thì cái nó cũng cấu tạo giống như chi tài đó, cái bụng hóp lại xong hai đùi sau to lên. Ok, good. Now, team one again. Ủa học tới mấy giờ cơ? Học tới 10 rưỡi 11 giờ gì đó. Xin Sao qua. vẫn như cũ vậy? Tôi cứ tưởng là học sớm thì được, thì không có giáo như cũ. Tùy vào tốc độ tụi tao nha. Ok, xin qua nè. Xin qua nhiều quan là Nguyễn Hoàng á. Nguyễn Hoàng thích là number. À, number 13 đi. Number 13. Okay, what type of fish is Nemo? Okay, now, such. What type of fish is Nemo? Con Nemo ha. Các bạn có biết cái bộ phim đi tìm Nemo Dạ không? yeah. Find Nemo. À, thì bộ phim này có con nhân vật chính đây, nó tên là Nemo. Rồi con biết rồi. Thì loại cá của Biết. Nemo là loại gì ha? Nào, Không biết. such. Ok, Nguyễn Hoàng. Là Ocelaris clownfish. À, ok, cloudfish, right? Yes, exactly, cloudfish, cá hề ha. Ok, nào Nguyễn Hoàng, answer whole sentence. Clownfish không biết luôn. Nemo is Nemo is the clownfish. Okay, Nemo is cloudfish, right? Hoặc là Thai. Is Cloudfish is the type of fish clownfish is of the clown. Nemo, okay? Hoặc là con chỉ cần nói Nemo is a cloudfish được ha. Yeah. Okay, so now every oh, okay. Now team two again. Rồi, bạn nào team two pick number nào? Twelve. Nhân Khánh. Number. Twelve. Well, what is the coldest location on Earth? Location là giống như là place ha, là nơi chốn ha. Coldest là gì? Là gì đây các bạn? Coldest là gì? Lạnh nhất. Lạnh nhất, đúng rồi, đúng rồi. What is the coldest location on Earth? Rồi các bạn dò đi nào thêm. Nice. Năm. Eight. Okay. Con biết. Seven. Six. Five. Con biết rồi Four. con. Con biết rồi. Wait, S wait, wait, R T Three. S Two. R biết rồi cô. Rồi, Tim hạ, Nhân tim Khánh đã có tìm được câu trả lời chưa? Nhân Khánh S được. Antarctic là Nhân sao á? Khánh có tìm được câu trả lời chưa? Rồi, Minh Uyên X. nha. Minh Uyên trả lời, Nhân Khánh nghe nè. S. Antarctic Playtale. Hả, wait. Here is the answer. Oh, Omi Acon.
tiếng Nga tôi hiểu không biết nè. Sai rồi. Omiyakon in Russia. Ok. Sai luôn rồi. Nhưng mà cô Hiếu cũng nghĩ là nó gần, nó biết cực cực bắc đấy Minh Nguyên ơi. Nó gần bắc cực đó, cái khúc này nè. Tại Nga nó bự, nó có một cái đoạn là giao với lại bắc cực luôn á, thì cô Hiếu nghĩ cái này nó gần bắc cực. Nè. Sorry, cô Hiếu bấm nhầm rồi. Nè, team 1. Nguyễn Hưng. Nam Bà Nai. Hồi nãy Nguyễn Hưng chọn rồi hả ta? Hồi Nguyễn nãy Hưng con mới chọn. chọn mà. Hồi nãy à ok, nó mình nói. Ok, give 10 points. Sorry. No, Team 2. cái gì vậy? Team 2. Kiếm Team cho 2. hơn vậy, khó lắm mới kiếm được. Anh Thư. Oh, sorry, Bảo Vân. Ủa? Bảo Vân, Team 2. Number 10. Can. How many continents are there in the world? Continent là gì? Wow. Châu Úc, châu Mỹ, châu Á. Cái đó được gọi là gì các bạn? Từ Continent là quốc cái châu đó lục nha. Có bao nhiêu châu lục trên thế giới? How many con. continents are there in the Con biết world? rồi, con biết rồi, cô con biết rồi. Bảo Vân cũng gần có câu trả lời rồi đó. Nhớ con. Bảo Seven. Vân ơi. Không biết. Chứ bây giờ sáng đấy em con. Bảo Vân có bao nhiêu câu? Có bao nhiêu nè? Seven. How many continents are there in the world? Không biết. Không biết nữa. Ok. Team Mọi người. 2, Bảo Vân có câu trả lời chưa? Bảo Vân nhìn chị Minh Uyên kìa. Five. Fine. Ok. There Seven, are. seven, seven. Trời ơi. Rồi. Sigma. Để cô Hiếu có câu này hỏi nha. Ok. Seven. Continent. Seven. Ok. Seven. Asia, Africa, North America, South. Ủa? North and South là một mà ta. Ủa, National Geographic luôn hả? Ủa, luôn hả? Ghê à? Nó chia châu Mỹ thành hai phần không? Bắc Mỹ với Nam Mỹ. North America and South America. Xong rồi có Ủa cô, Antarctica. Ừ? con tưởng còn sáu, sáu chứ. Nhà bên nước. À, tại vì trong cái này ấy, nó chia châu Mỹ, nó chia châu Mỹ thành hai cái châu lục không nè. Đây nè. Con Thấy không? được học là năm, xong rồi giáo viên bảo sáu, xong đọc ra thành sáu, xong đây lấy đâu ra bảy. Cái này là cái của bạn National Geographic mới luôn á. Nè con nhìn nè. Châu Mỹ đúng không? Lúc đầu thì nó sẽ là một châu, bây giờ nó chia làm hai châu, là có thấy hai màu chưa? North and South. Ở Europe, châu Âu ở đây, châu Phi ở Africa ở đây. Rồi Asia ở đây màu đỏ, Australia màu xám ở đây. Antarctica Nam Cực là ở đây ha. Và tổng cộng là 7 châu này. Tại vì á cái này cô nghĩ là con có thể trả lời 6 hoặc là 7 đều được, bởi vì cái châu Mỹ này tùy cái quan niệm của mỗi cái giáo viên ha, người ta chia ra hay là không chia ha. Ok. Ok, that's funny. That's interesting. Seven, ok. The answer is seven, right? Wait. Nói như nó ghi xích thì sao ta? Xích thì cô vẫn tính đúng nha. Ok, sắp về. Tôi sẽ Nó vào luôn đây update đó con. Alright, now team one again. Team one tới vừa lượt bạn nào vậy ta? Tới lượt bạn nào bóc số vậy ta? Thùy Trang ơi, con team one đúng không? Ok, Thùy Trang bóc số nào. What number?
Đi Năm chán quá, nắm bớt, nắm bớt không nghe thì Trang ơi đi sát lại cái micro. con số 11. Number 11, right? Number 11. What kind of animals are Nanda, Anala and Simba? Animal. Cái này con trả lời được á. What animal is it? What animal are these? Thì Trang, cái này con trả lời được nè. What animal are these? What animal are these? Tigers? Tigers? Are they tigers, thì Trang? Con này là con gì Thùy Trang nè? Hai con này là con gì nè? Hình như nó có số tử. Đúng rồi, sư tử tiếng Anh là gì? Lions. Tử tiếng Anh là gì? Lion. Đúng rồi, bây giờ con trả lời giúp cô hiểu là Nala and Simba are lions. Nala and Simba are lions. Thì Trang trả lời nào. Nala and Simba are lions. Thì Trang hình như con đang nghi quá, cô hiểu không nghi nha. Nala Are and Simba. lions. Lion. Đứng Okay. nhận quá. 14, team 2. Team 2. What's the first man walk on the moon? Người đầu tiên đặt chân lên mặt trăng. Bảo Vân ơi, sợ cô trả lời đi. Nhân Thánh ơi, sợ cô trả lời đi. Không biết là cô Neil Ok, Armstrong. cô mời Nhân Thánh trả lời nào. Armstrong. Neil Armstrong. Was the first man, trả lời nguyên câu dùm cô hiểu nào. Was Was the first man to walk on the moon. good job, Neil Armstrong. Ok, công nhận có hai may mắn thiệt. Câu này nó ghi là Đâu never phải có mừng đâu. Vậy. lose. Team 2 never lose. Team 2 never lose. Thì team 2 không bao giờ thua cuộc. Alright, now let's go. Ủa nãy giờ không thấy Nguyễn Hưng đâu luôn ta ơi. Nguyễn Hưng ơi, có ổn không vậy? Okay, what can you see in the picture? Raise hand and tell me. Bảo Vân ơi, what can you see on the picture? I can see Car. Car. What color is the car? The car is purple. Good job, Bảo Vân, 1 point. Next one. Bảo Vân có thể mời bất cứ người nào mà con muốn nha. Phi Invite your friend. Linh, Phi Linh. À, Thùy Linh. Thùy Linh, Thịnh. Thùy Linh có đó Sao mẹ thì không đi làm? không? Thùy Linh không có không, mời bạn khác đi, Bảo Vân ơi. Thùy Linh không có đó rồi. Minh Uyên. Minh Uyên, ok. Minh Uyên. I can see a Teddy bear. Where is the teddy bear? bear. Where is the It's teddy in the store, toy store. It's in the toy store. It's in a cupboard, right? Very good now. When we ask, invite your friend. Nguyễn Hoàng đi. All right, Nguyễn Hoàng. I can't see trời ơi.
Toy store with many toy in this. job. Right now you ask, you invite your friend. Không thấy ai hết chân luôn. Mời Tuấn Minh. Tuấn Minh, ok, Tuấn Minh, what can you see in the picture? Tuấn Minh đưa sát mic lại nha con, mới nghe nè. Cái gì vậy bà nội? What can you see in the I see picture? free day. You can see Friday, okay. Now Tuấn Minh, you can ask, you can invite your friend. Mi, mi. Đâu đứa nào nói to lên nào. Cái đồ vô duyên. Vô duyên không bằng bạn. Ok, Nguyễn Hưng nhóm ba nghe. Rồi I ok chốt. can see a bone. What color is the bone? Is pink and white. Okay, where is it? It's in the toy store. Okay, now Nguyễn Hưng invite your friend. Minh Yên có chưa? Có. Already, Con already. lần hai đi. No. Cho các bạn khác tôi tới lượt con lần hai, cho con suy nghĩ câu nào khó khó con trả lời. Không, không Nhân nào. Hay nha. Hả? Khánh. Nhân Khánh, ok, Nhân Khánh. Nhân Khánh, what can you see in the picture? Nhũ. Can see I can robot. A robot. Where is it? Where is the robot? Where is the robot? Cái con robot nó nằm ở đâu nè? Where is the robot? Is ba con định nói với con đó luôn. Không dốt con. Toy store. Không biết anh người yêu con Bên tay của bé. In the girl's hand. In the girl's hand. In the girl's hand. Now Nhân Khánh invite your friend. Nhân Khánh mời bạn tiếp theo nè. Invite your friend. Tôi mình Tuấn Tuấn Minh Tuấn Minh already. Tuấn Minh rồi. mời Anh bạn Thư. Anh Thư cái chưa gì nha. vậy gọi tao hoài hả Anh Thư. Anh Thư, ok anh Thư. Anh Thư, what can you see in I can see the picture? train. I can see the I can see a train, right? Where is it? Where is the train? Anh Thư, where is the train? Cái tàu lửa nó nằm ở đâu vậy anh Hương? Where is it? Nó như thế nào với quả banh nè? Nó nằm trước hay nằm sau quả banh nè? Hay là kế bên? Trả lời đi, không sao đâu, có nhiều hiếu sữa cho. Trả lời đi coi. Between It's between gì? the Between the balls. Okay, be the ball between the train and the teddy bear. But the train is behind the ball, right? Nó ở sau cái banh hen. Đúng không? Phải cái tàu lửa này ở sau cái banh đâu. Đúng không? Cái banh xong rồi tới cái tàu lửa đúng không? Behind the ball, right? The train is behind the ball. Okay?
Nào anh Thư lặp lại theo cô Hiếu nào. Anh Thư lặp lại theo cô Hiếu nào. Anh Thư mở mic lên, lặp lại theo cô Hiếu nào. The train is behind the ball. The train is behind the Very good. Nào anh Thư có mời bạn tiếp theo đi nào. ball. Huy nè, Thùy Trang chưa được mời. Thuy Trang. Thùy Trang. Thùy Trang ơi. Thùy Trang 5. 4. 3. 2. Ok Thùy Trang, what can you see in the picture? What can you see in the picture, Thùy Trang? Quá sạch. Quá sạch, quá sạch. Đây là gì Thùy Trang? Con vịt. Con gì? Tiếng Anh là gì? Yeah. Dạ. Con vịt là dạ. Can Ok, I can see a. a Ok, a duck toy. Ok, con vịt này gặp con vịt thiệt hay là con vịt đồ chơi nè? con vịt đó chơi. À, con vịt đồ chơi thì mình thêm chữ toy đằng sau chữ duck ha. I can see a duck toy. Thì Trang, again. Can see a dog toy. Đúng rồi. I can see a duck toy. Nào Huy nè. Cho con đi, cho con đi. Ok Nguyễn Hoàng, sau sau Huy sẽ tới Nguyễn Hoàng nha. Huy. Con. What can you see in the picture? Huy ơi. Huy ơi, Huy đâu rồi? Five. Four, Huy. Này Three. What can you see in the picture? I can see. I can see. I can see Con many things. Miss what's ha. that? A car. Car là cái này, còn cái này là cái gì? Con định nói luôn. Fire gì? Fire. Đúng rồi, fire truck. I can see a fire truck. Nào Nguyễn Hoàng, what is your? Can see a place we stand. Chờ Along chờ ổn a không chờ đây. place stand. A A place station. place station, is this one? Yes. Oh. It's in front of the bookcase. Ông em tiết kiệm là gì ta? Big bang. À ha, Isaac biết bán. Con nghĩ vậy á. Cô nghĩ nó giống cái hộp bất ngờ hơn ấy. Cái gì con không nhớ luôn. Cô cũng không nhớ cái từ cái hộp bất ngờ là gì. Ok, now let's move on. Nguyễn Hoàng, one more point. Yeah. Alright. Oh, Minh Uyên, you want to say something? Yes, No. Minh Uyên. No. No? Alright. Now everyone, let's watch the video and try to answer the question. What? Bye bye. Okay, let's go. It's story time. Presents for by Elisa Leung. On Monday, I went to the toy store. I bought a present, a teddy bear that said, "Hug me, hug me." On Tuesday, I went to the toy store. I bought a present, a racing car that went vroom, vroom. On Wednesday, I went to the toy store.
I bought a present. A doll that cried, Mommy, Mommy. On Thursday, I went to the toy store. I bought a present. A train that went On Friday, I went to the toy store. I bought a present. A robot that said, I am strong. I am strong. On Saturday, I went to the toy store. I bought a present. A fire truck that went wee-woo, wee-woo. On Sunday, I went to the toy store. I bought a present, a ball that said, Bounce me, bounce me. You bought so many presents this week. Who are these presents for? Mommy asks. They're all for me, I answer. Wow. Let's read. You bought a lot of presents. Okay, now listen again before we. Okay. Story time. Presents for by Elisa Leung. On Monday, I went to the toy store. I bought a present. A teddy bear that said, Hug me, hug me. Okay, cô sẽ nó bị On Tuesday, I went to the toy store. Sao hình nó... I bought a present. Hình a nó race đi khác car sao? That cái... went nó đi khác cô. Vroom, vroom. Oh, vậy là dắt vô mạng rồi, đừng hiếu xíu nha. Present for by Cillian. Để cô Hiếu tắt cái cam của Hiếu để cho nó đỡ lát. Cô Hiếu xe lại luôn đi cô Hiếu. Ok. Again. Oh my. Ngồi đi đặt. See it? Time. Presents for by Elisa Leung. Rõ hơn chưa con? On Monday, I went to the toy store. Rồi. Yeah. I got a present. Chưa. A teddy bear that said, Hug me, hug me. On Tuesday, I went to the toy store. I bought a present. A racing car that went vroom, vroom. On Wednesday, I went to the toy store. I bought a present. A doll that cried, Mommy, Mommy. On Thursday, I went to the toy store. I bought a present. A train that went toot toot. On Friday, I went to the toy store. I bought a present. A robot that said, I am strong. I am strong. On Saturday, I went to the toy store. I bought a present. A fire truck that went wee-woo, wee-woo. On Sunday, I went to the toy store. I bought a present, a ball that said, Bounce me, bounce me. You bought so many presents this week. Who are these presents for? Mommy asks. They're all for me, I answer. Let's read. Okay. Now let's
Answer the question. What present did Ella buy on Monday? Dạ con. Okay. What present did Ella buy on Monday? Very Ơi, ơi vậy là on Monday, what did Ella buy? What present did Ella buy? bán rồi. Các bạn nào nhớ không? Những On cái con Monday, bướm kia vậy. what did she buy? All right. Các bạn nào nhớ on Monday, what did she buy không? She buy cái gì ta? She bought Những cái con có nó tiêu teddy rồi. bear, teddy bear. She bought A teddy bear. She bought a teddy bear. Yes, let's see. I bought a teddy bear. Yes, exactly. Now, everyone say, I bought a teddy bear. Okay. So what present did Ella buy on Tuesday? What present did Ella buy on Tuesday? Very good, Nguyễn Huệ. Yes, Nguyễn Huệ. The racing car. Ella. Không ta. Ella bought. Ella bought a racing car. On Tuesday. Okay. Now everyone, let's check if Ella bought a. Ella bought. Yeah. I bought a racing car. Okay. Oops. Sorry. No. I bought. Okay. Now everyone. I bought a racing car. I bought a racing car. One, two, three. I bought a racing car. Okay, what present did Ella buy on Wednesday? On Wednesday. A doll. Không giơ tay là không tính điểm nha. Được con. Hiếu mời bạn giơ tay, cô Hiếu mời giơ tay ngay ngắn lịch sự, cô Hiếu mời. Ủa Nhân Khánh đâu đâu hết trơn rồi ta. On Wednesday. Thì Trang, you want to answer? Anh Thư, you want to answer? On Wednesday, Ella mua cái gì vào món quà gì vào Ella? Con nhớ không? Em có gì vào thứ tư nè, Wednesday nè. Alright, I would like to invite. Okay, Minh Uy. Ella bought a doll. Ella buy a bot. Bot. Okay. Again, what present did Ella buy on Wednesday? Ella bought a doll on Wednesday. Good job. Now let's check if she bought a racing car. I bought a doll. Good job, Minh Uyên, 1 point. Now everyone said, I bought a doll. I bought a doll. Bảo à, à Bảo Vân, con nói giùm cô Hiếu nè. Ai bảo a doll? Bảo Vân. Đây. I bought a doll. I love a doll. I bought a doll. Là bạn bạn Ella bạn mua con gì đây con? Con búp bê. Đúng rồi, bạn Ella mua con búp bê ha, mua một con búp bê. Ok, thank you Bảo Vân. Now, what present did Ella buy on Thursday? Thứ năm thì Ella mua cái món quà. Con nhớ. Thùy Linh. Con nhớ.
Con nhớ nè Thì đang nhớ không? Con nhớ bạn bạn Ella mua món gì vào thứ năm không nào? xin Thursday. Ok, Tuấn Minh thì sao? Tuấn Minh nhớ không nào? Tuấn Minh. What present did Ella buy on Thursday? Nguyễn Hưng. còn nhớ No. Okay. No, Tôi lừa. alright. I don't know. Vậy là tiếp tục Nguyễn Hoàng ghi điểm đúng không? Ok Nguyễn Hoàng, let's go. A train. Em là bớt Hold train on. on Thursday. Ella bought a train on Thursday. Let's see. I bought a train. Good. Yes. Ella bought a train on Thursday. Now everyone say, I bought a train. One, two, three. I I bought bought a train. a Anh Thư. bought Ok, Thùy Linh. train. Nhân Khánh ơi. Đây cô. I bought a train. I bought a Là bạn Ella mua cái gì đây? bạn ấy đã cầm một Cái gì? bạn ấy đã cầm một cái tàu lửa. Đúng rồi, một cái tàu lửa ha. Ok. Now, what present did Ella buy on Friday? Có bạn nào nhớ on Friday Ella buy cái gì không nè? On Friday. What present did Ella buy on Friday? Nguyễn Hân, No, remember? No, alright, it's fine. Okay. Để cô hiểu coi cô có gợi ý cho các bạn. fire No, truck, no, no. Ok, now, raise hand. Ok, only nói đại được không cơ? Được, mời Nguyễn Hưng. Em là bác robot On. Friday Okay. con sẽ nói đại em Ella bought nhớ. a robot. I bought a robot. Yeah, exactly. Ella bought a Yeah. robot. Okay, now everyone say, I bought Là bỏ a a robot. robot. Okay, Em là one, bot two, three, robot. go. Ai I bỏ bought a robot. robot. Ai bỏ Robot. 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 Very good. Nguyễn Tuấn Minh say. Tuấn Minh ơi. Tuấn Minh ơi. Tuấn Minh đâu rồi ta? Không nghe Tuấn Minh nói gì Con đi cô. hết. I bought Ai bỏ robot. a robot. Ok, thank you Tuấn Minh. Ok, what present did Ella buy on Saturday? Tiếp tục, ngày tiếp theo Ella mua món gì nè? Ok, lúc lúc cô Hiếu sẽ gợi ý một xíu nha. Nhìn kỹ nha. Bạn nào chưa chưa nhớ thì hãy nhìn kỹ nha. Hãy nhìn kỹ. Thấy chưa Hiếu gợi ý nè, lại một lần nữa nha, gợi ý một lại một lần nữa nha, nhìn kỹ nha. Tuấn Minh nhìn kỹ nè, các bạn Nhân Khánh rồi nhìn kỹ nè. Nè Mi kỹ, mi thấy chưa thấy mi chưa thấy chưa Ok Nhân Khánh, you wanna go? em cho cô ở trong. Cái gì trắc, cái gì trắc, cái gì đó trắc, Fire. fire trắc. Rồi cô trả lời nguyên câu cho cô hiểu đi. Ella bought. Rồi lại Ella bác. What did Ella bought? Oh, sorry. What did Ella buy on Saturday? Ella bought a. Friday. No, cái này.
Cô Hiếu chưa có bật qua cái trang tiếp theo nên là con không cần nói cái Friday ở đây, con chỉ cần nói cái món món đồ mà Ella mua thôi. Ella Sao bought được ra? à, Ella bought a fire truck. Again, Nhân Khánh, Ella bought a fire truck. Fire truck. Okay, now let's check. I bought a fire truck. Good. Okay, now everyone say, I bought a fire truck. One, two, three. I bought a fire truck. Very good job. Fire truck. Very good. Very good, everyone. Okay, now what present did Ella buy on Sunday? On Sunday. Còn một món nữa thôi. On Sunday. Very easy. Oh Very good, no. Nguyễn Hoàng. Very good, Minh Uyên. Very good, Nguyễn Hưng. Tuấn Minh. Tuấn Minh, Đâu ơi, trời lộn rồi. Tuấn Minh, Tuấn Minh. Tôi Try. còn không biết. Tuấn Minh thử nha, Tuấn Minh. Tôi không có biết. Nè, nhìn này, cô gợi ý nha, cô gợi ý nha, nhìn nè. Tuấn Minh, nhìn nè. Nguyễn Hoàng, nhìn nè. Các bạn khác, nhìn nè. Lúc lúc lúc. Thôi cô nhờ bạn khác, mày con không dùng được đâu, con không thấy. Ok. Đâu. Thùy Trang ơi, Thùy Trang. Dạ, con mới có một lần à, cho con đi. Dạ, đúng rồi. Thùy Trang, what? What did Ella buy on Sunday? No. Bài bông No. hồng. Hả? Hả? Có nồi chồ của. Hả? No, Đóng I nồi chồ. don't À, con không có, à, con không có thấy hả? Please. Cô Hiếu hiểu được tiếng bạn nói, tiếng địa phương luôn á. Rồi, nhìn nè, nhìn Các nè. Trong trong cái khung này nè, một món rồi tròn tròn. con. Cái gì đấy? Hả? Thị Trang. Cái món tròn tròn. Gì? Cái món tròn tròn có nghĩa đó là món gì vậy hả thì Trang? Còn này là tàu hỏa. À, tàu hỏa. Ok, thank you. Rồi, có mời bạn tiếp theo nha. Cảm ơn thì Trang. Có bạn nào có ý kiến khác không nào? What did Ella buy Con. on Sunday? Tuấn Quân ơi, cái món tròn tròn. Hiểu rồi, con mới có một lần à. Wait. Tuấn Minh còn ít hơn nữa con. Tuấn Minh, con có muốn trả lời không? Please. Please. Say no. Believe Hả? me. Say Hả? no. No, you say no, okay. Alright. Please. Please. Huy, Huy thì sao? Huy có muốn trả lời câu hỏi này không? What did Ella buy on Sunday? Cô lại gì? Hả? Huy sao Lại con? xin chào cô à? À, Hoa Huy sao? Bạn đi đi lại xin rồi. À, Huy đi vệ sinh rồi, ok, không sao. Ok, như vậy cô Hiếu mời Nguyễn Hưng. Whole Bone. sentence, Nguyễn Hưng, whole sentence. Ella bought bone On. on the toy store. Okay, on Sunday, right? On I bought a ball. Okay, everyone. One, two, three. I bought a ball. I bought a ball. Ball. Là quả bóng. Bought Good job. là quả. Nào thì Trang say. No, oh no, Thì Trang I don't bật mic lên con. Thì Trang say. Okay. I bought a ball. bought Cho bạn Ella mua cái gì đây? ball. Mua quả bóng rồi, đúng rồi. Ok. Now everyone check out your notebook and pen. Mua quả mọng. Answer.
What present did Ella buy? Okay, write down. Coi cô, con ghi bằng bút con cá này được không Được, con muốn ghi bút gì cũng được, ra chữ là được ha. để con ghi bút dạ quang. Wow. Con cũng What? có giống Nguyễn Hân nè cô. Vậy hả? Được sư ông tặng hả Dạ đúng. con? Bút dạ qua này chủ yếu để highlight á, còn viết thì lại khó nhìn. Con nhìn con viết bằng nhà bút thường, xong con lấy bút dạ qua con tô lên á thì sẽ đẹp. Dạ, con viết bằng nước dạ quang Viết bằng bút dạ qua người hơi khó thấy, nhưng mà tùy thôi, miễn sao thấy là được ha. quá. Bảo Vân, anh thư bút vở đâu con lấy ra nào, trả lời câu hỏi nè. Phì Trang, câu bút vở đâu lấy ra nào, viết câu hỏi trả lời nào. Con ghi Chuẩn giúp chị bị nha con. hả? Con ghi giúp chị. Được, con ghi bút gì được cũng được hết trơn luôn. Câu hỏi trên màn hình nha, và các bạn trả lời giùm cô Hiếu. Con ghi là eo la bó Đúng rồi, eo là con, nhưng mà con không có nhớ chữ bó. Trời này, bạn nào giúp ơi, bạn Nguyễn Hoàng gõ chữ boss vào trong cái hộp chat. ủa con có phải Nguyễn Sorry Hoàng Nguyễn tiếng Việt còn lộn mà, nói gì cô Hiếu. Rồi Minh Uyên vừa mới gõ cái chữ đó vào trong trong hộp chat rồi đó. Ella boss. Lạp lạp lạp. đều là bỏ. Nhớ Yêu là Ella Bot. bỏ. Có tình nhân mới. Bỏ. Ừ đúng rồi, Thùy Trang cũng nhắn cái từ bot là cảm ơn Thùy Trang nhiều nha. Ella Bot. Cảm ơn Nguyễn Hoàng, Thùy Trang, Minh Uyên. Đanh Nói kệ. anh Anh đanh đây. Good đanh job. How many sentences? thôi cô, con chỉ có ghi có một câu rồi. There's still time you can write more. Dạ Write tôi mới more. tính. More, more. Dạ Viết thêm. Vẫn còn thời gian. trời Ok. Thư với lại Vân, con có viết câu hỏi câu trả lời chưa nào? Cô ơi, con xong rồi. Hai bạn ngồi chung có vẻ như là không tập trung học lắm hiên. Bạn Nhân Khánh vừa nói là xong rồi đúng không con? Hay là Xong Thùy Trang? rồi, con xong một câu Con rồi. xong rồi, con xong rồi. Ok Minh Uyên, ok good. Tốt lên thì sao? Con kiếm giờ đi. Thôi, con không chưa có vở ở đây á, thì con gõ vào hộp chat thì con gõ câu trả lời vào hộp chat nếu mà con không có vở ở đây. Lấy cái khăn giấy giao cái mũi cho đàng hoàng đi. Trang có xong chưa? Ok. Thì Trang viết được mấy câu vậy? Con ghi được 3 câu này nè cô. Thì Trang, con câu trả lời của con là gì nha? Con đọc cho cô Hiếu nghe với. Câu trả lời. Con là ông già Noel. Ok. Ủa cô ta cam chi vậy? À tại vì cô Hiếu
tắt để cho màn nó khỏi bị giật lát á, để cô Hiếu mở lại. Ông già nuôi. Có ai ở miền Bắc không nè? No, Ok. no, ai ở miền Bắc? Có mấy bạn miền Trung. Ai mà ở miền Bắc là vui ấy. Đây à, sao vui vậy? Được chơi với bão. Ủa, chừng nào bảo sao đấy? Hình như mai mà bắt đầu từ hôm qua rồi cô. À. Qua 21. À. Cô Hiếu không theo dõi thời tiết luôn. Cô Hiếu con xong chưa nào? Cô Hiếu ơi, con viết chưa? Rồi cô ơi, ơi. Cô Hiếu Nhân Thắng, tụi con viết xong chưa? Sao đây cô ơi? Good. Rồi, con bảo Oh, con với no, anh Thư chưa? oh, no, oh, Rồi bây giờ nha, bài tập về nhà cho các bạn vẫn như cũ nha các bạn. Bạn hãy nhắc no. lại giúp cô Hiếu bài tập về nhà là có những gì Viết nè. từ Viết mới. Viết từ mới của hôm nay, của ngày hôm từ mới nay. của ngày hôm nay rồi. Tiếp tục. Quay Quay và nói theo video. À, quay và nói theo video rồi, tiếp tục. ủa gì cơ? Ừ, thì con chắc vậy thôi. Tưởng còn gì nữa. Bạn nào chưa trả lời câu hỏi của ngày hôm nay thì trả lời tiếp nha. Rồi. Ok. Ok, khoan khoan, con thiếu có một cái này cho các con, đợi xíu. Chưa Sao chưa. cô xíu? Xem phim. Class Không, không đâu, do không có gì hết rồi. show. Class Please, do class show. Bác sẽ đo show từ từ đợi xíu cô Hiếu. Cô Hiếu quá. cho con cái này cái nè. Cô Hôm Hiếu mở bữa con con vào cái này class lên cho dojo vào cái gì mà mô phỏng người đấy, xong con trả thấy ai. anh hai con nói là trong class dojo có trò chơi nhưng mà cái iPad của con nó yếu quá nó không có vô được. Đúng rồi con, đúng rồi có con vô được trò đó, chơi đó cô. mà nó có cái len đó đúng không? có trò chơi kéo búa bao. Không có cái búa bao, con đâu có thấy cái búa bao đâu, con chỉ là đi vòng vòng quanh rồi nó còn cho xây nhà đi mình nữa. Ủa có nhà, có xây nhà hả? Có chứ, có sông suối đàng hoàng luôn mà Ôi nhảy xuống nước. cô gửi link đi cho con vào luôn à. Ủa cái đó Mà nằm sẵn trong cái gì nó gọi là island, trong cái island ở trong tài khoản của con á. nhưng mà nhảy xuống biển cái là không nhảy lên được luôn. không nhảy lên được. Con vô tài khoản cá nhân của con á, sau nó có cái island đó, con vô cái island đó là có game mà. Rồi đây các bạn vào trong cái link này của Hiếu vừa mới gửi giùm nha. Làm gì Quá. vậy cô? Rồi cô Hiếu sẽ hướng Quá. dẫn cái link này là Ủa cái gì ạ? Con không hiểu gì hết. có gì vậy? Sao tự nhiên nó phát hiện cái này vậy? Quay quá gì Nó con có cái vô gì để bấm like á, con bấm rồi like. không? Nhầm rồi đó con, tự nhiên nó lại ra như thế này. Nó Tụi kêu con mình bấm like. quét mã, tụi con Ủa quét mã cô. không? Ơi phải có mấy cái trái dừa những trái chuông. Tụi con quét Ủa mã thì được không? con Quét mã hả? Má thôi khoai, được rồi, đây 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 để cô Hiếu cô gửi lên em không có mã. đây đây cô Hiếu gửi link cho cái link cái này bị lỗi rồi. Cái link cô vừa gửi trong men trong chat hả cô? Không, cái link đó lỗi rồi con. Ừ. Minh Nguyên hạ cái tay xuống được rồi á. Nãy nãy giờ giờ không biết mỏi tay à. Please, có yếu lệ lên please. Đây. Ủa cứ được vào phòng chung không cô? Ủa cô Hiếu, bây giờ cô Hiếu ở Vũng Tàu à hả? Hay là cô Hiếu vẫn còn ở thành phố Hồ Chí Minh vậy cô Hiếu? Cô Hiếu vẫn còn thành phố Hồ Chí Minh. Con từng gặp cô Hiếu ngoài đời rồi. Đi chơi chung với cô Hiếu vui quá trời luôn. Đây nè, đây được gọi là gặp ngoài đời thôi nè. Đợi cô Hiếu xíu nha, cô Hiếu coi sao không mở được cái file này. Gì vậy?
My present. Cô Hiếu cứ quá trời trò chơi luôn, cô chơi cô đang đắm. Away. Khỏi Chán. Đừng hiếu xíu nha. Sao tự nhiên nó không có vô được vậy? luôn đi cô, vô cấp đồ chơi luôn, chắc điểm sao hết luôn. À, đi cô. Bát đồ chơi, cờ đồ chơi. Trời, đâu gì thấy không gầu gầu châm của mình nhỉ. Như cái này phải không? Gì cái Ok. nào cơ? Đây cô Hiếu có rồi đây nè. Rồi cô gửi đi cô gửi đi cô. Đây. Copy and share. Share. Đây, các bạn vào link này nha. Ok. Ủa cái này là gì vậy cô? Cái này là một cái link để mình thu hoạch những cái gì mà con nhớ được của buổi ngày hôm nay ha. Câu hỏi là a word from today lesson, là tụi con sẽ ghi ra ít nhất là một từ mà con nhớ từ buổi học ngày hôm nay nha. Là sao cô? Ví dụ như là đây, cô Hiếu làm mẫu nha. Ví dụ như là cái này. Ví dụ như cô Hiếu nhớ là à hôm nay mình đã học về chữ cheetah, thì cô Hiếu gọi ra đây. Cái cô Hiếu nhớ tiếp là à mình có học về chữ mà Everest, cái cô Hiếu ghi vô đây. Tụi con cứ ghi mỗi ô một chữ cho cô Hiếu nha, xong tụi con bấm nút submit ha. Tụi con được quyền ghi tối đa là bao nhiêu lá chữ ha, và ít hơn vẫn được ha. Con nhớ bao nhiêu thì con cứ gõ hết bấy nhiêu vào trong và bấm submit là được. Thì lúc đó nó sẽ hiện lên cái nó sẽ hiện lên cái trang này ha, sẽ hiện lên cái mà tụi con đánh, nó sẽ hiện lên cái trang này. Đó là sao cơ? Cô Hiếu nãy cô Hiếu đánh nè, cái từ cô Hiếu nhớ nè, thì mình sẽ có một cái bảng thu hoạch từ vựng của ngày hôm nay. Ok. Rồi tụi con tiếp tục đi nè. Chị ta. Ủa ra có 17 từ Everest. Con gõ vào trong cái hộp cái link đi, bấm cái link mà cô Hiếu gửi trong hộp chat của Zoom á, rồi con gõ giống như cô Hiếu gõ lúc nãy. Cô ơi, mình thoát được chưa cô? Chưa, Everest. vào cái link trong hộp chat gõ những từ Ok. còn mình nhớ của bài hôm nay vào đó, xong rồi mấy mấy sau nha. Còn có Rồi hỏi mở được không Nhân Khánh, mở được không anh Thư? được Ờ good, đừng có đánh giống cô Hiếu nha, đánh khác đi ha. Cái này của cô Hiếu, từ này của cô Hiếu. không đánh không được, không đánh không chọc rồi. Không được, con đau lớp bao giờ mình đã học xong cô? hay luôn. Các bạn đừng có đánh giống cô Hiếu nè, đánh từ khác đi. Con thử ghi lại đi. Rồi. Trong cái bài đồ chơi mình nhớ được những món gì, file là drop nè, rồi gì gì đó mình gõ vào. Wait a minute. Wait Thùy Trang vào cái link đó được không Thùy Trang? bone Đúng bone rồi cô nè, đúng rồi, những cái từ đó đó. đó gì nữa ta? Train Robot.
Thì Fire vậy. truck. Đúng rồi nè. Gì racing car nữa nè. Rồi chơi bớt rồi Thì Trang có vào được không? Có vào được link không? Không nhấp cái link trong hộp chat á, trong hộp chat của Zoom á. cô racing car ghi sao vậy cô? Racing car, bạn nào nhớ racing car vừa ở vào hộp chat với cô Hiếu ơi. Đúng rồi, có nhớ racing car không? Ủa? Gì nữa ta? Rồi, Racing Car. Cảm ơn Minh. Được. Chơi. Được. Nhân Khánh với Huy ơi, tụi con có Ủa nhớ sao nút mà lắm bấm như thế nào nữa vậy cô? á, nút submit cuối cùng á, cái nút màu xanh á. Màu xanh hả? À, Ủa là cái nào cô? Con không cái nút mà nằm cuối cùng là mấy tiếng nha. submit. Submit. Không có được cô. Con không biết. Nè, cái nút này nè, Dạ. nút này là submit này. Submit hả? Con ghi bold luôn ha cô. Ừ, đúng rồi. Ủa con bấm vô cái submit rồi con bấm cái nào nữa? Nó hiện ra này chưa? Dạ không, nó không có hiện cái gì hết. À, cô Hiếu xem nè. Thế có Dạ rồi đừng nè. có nói con phải làm lại đó nhiên. Không có nè. Có ở Trời trên đây nè. Joe Trains ơi, nó ngược tùm lại lắm hết trơn vậy. nè. Rồi, nó nằm ra đó, đúng rồi đó. Câu muốn làm tiếp không thì nhấp vô cái link làm lại. Làm thêm. Ok, Làm nhưng thêm. con không có làm. Đan, âm đan. Good job, done. À, cô Hiếu vô là đồ chốn. Cô Cô đang đợi Nguyễn Hoàng submit. Cô đang đợi Minh Quyên submit. Nguyễn cô Hiếu. Hoàng submit chưa? Con xong rồi. Ok. Cái Giờ gì nó con nghe bắt con đầu submit luôn. nói. Ờ, cô submit đi. Cô ơi, con làm xong hết những hàng mà nó cho luôn. Ui, nhiều từ thế. Ok, để Tập con miết cách nào cơ? Quá, con mới đọc. mãi Cái này ơi. nè. Lúc này Rồi nè. nó ra cái gì đây cô? Lúc này nè. Thấy chưa Hả? Nguyễn Quân? Đúng Tập rồi. miết xong thoát ra đi. Được không? À, submit xong rồi Được, đó. nó Con submit rồi cô, nhưng mà nó ra cái gì đó đó. ra Là cái nó gì đâu lên mà trên thoát ra được cái vô nữa. đây rồi đó. Nó lên trên đây rồi đó. Những từ Được. nào mà to là có nhiều người gõ nha. Có nhiều người cùng đáp án đó thì cái từ đó nó sẽ bự lên. Ok. Như vậy là cái từ nào là cái từ nhiều người gõ nhất? Everest. Cheetah. Tiếp theo là từ gì? Bone. Theo là Đồ. fire truck. Đúng rồi đó. Robot. À, có thấy có từ boss nữa nè. Đúng rồi, từ boss cũng là một từ rất quan trọng của ngày hôm nay, mình cần nhớ nè. Cái từ Hồi này nãy có con Dũng mới nhớ ghi rồi chữ đó. boss đó cô. Submit rồi đó cơ. Submit Ok, submit rồi đúng không? Rồi, rồi submit là lên đây rồi đó. Có bạn nào gọi cheetah nhưng mà bị lộn chính tả là ba chữ y? con ghi chữ present luôn. Oh my god. Các bạn có thể thấy được đáp án của mình trên này đúng không? À, có bạn Dạ nào ghi cô như một chữ L nữa nè. còn cái này Cô ơi cô, cái máy con á, nó bấm mà nó giờ con thoát ra nha cô. ra tiếng Việt á Phát cô. ra cái link đó được rồi đó, không cần xài nữa rồi đó. Rồi class đồ chơi chưa cô? Đây, giờ class đồ chưa? Yeah. Class đồ Ủa sao giờ cái Google của cô thành màu xanh lá mà vậy? chưa? Cô cũng biết tại sao nói cái chim của nó lại màu xanh lá. Alright, hôm nay chúng ta Con chỉnh được con người của con rồi.
À. Ôi, Cho không nó thành có thế à. Nhân Khánh xinh thế à. Trời ơi, Nhân Khánh xinh như chưa kìa. Nguyễn Hưng nhìn phong độ đấy. Alright, anh Thư. Anh Thư one point nha. nương. Huy. Huy cũng one point nha. À, Minh Uyên. Minh Uyên three point. One. Ủa sao Two. nó hát nghe cái nhạc hay Four. vậy cô? Hả? Vậy nó chưa. Hồi xưa thì nó nghe bưng mà sao giờ nó nghe pít kìa cơ. Nghe nó hát hay. Không là hình như bị trừ điểm. À, tiếp tục là bạn nào? Nguyễn Hoàng. Nguyễn Hoàng, 3 point. 1, 2, 3. Nguyễn Hân, 2 point. 1, 2. Nhân Khánh, 2 point. Thùy Linh, cô không thấy xuất hiện à. Thùy Linh hôm nay không có điểm ha. Thùy Trang, 1 point. Ủa, điểm làm bài tập nữa chi cô? Quảng, Tuấn Minh. Tuấn Minh. Tuấn Minh, 1 point. Ủa? Để cô thêm. Còn thiếu tên ai không? Dạ không? Còn Bạn thiếu Bảo Vân cô. Bảo Vân đúng không? Rồi. Bảo Vân cái này thì Vân ba Vân Rồi, Bảo Vân. đây. One point. Rồi, như vậy là lớp chúng ta đang được 54 điểm và bạn dẫn đầu là bạn Minh Uyên. Điểm Ok, làm bài tập nữa. anh chỉ làm bài tập hả? Ủa, lúc nào điểm là bài tập nào? Ai làm bài Dạ. tập đâu mà tiến là bài tập. Ờ, đúng Ủa, rồi, đúng tôi hay rồi là. xem phim, tôi rồi xem phim không có bài tập. Đúng Ủa, rồi, tôi là xem xem phim phim trái cô ghi đất kêu, chứ có bài cô tập kêu. không? Nhưng mà cô Ôi kêu rồi, là ghi cô năm hiểu, cái cô câu gửi cái hỏi mình cho nhập cái quan câu vào chuyện class ngoài cho nè vô mà đi, tôi không cô. biết vô. Ờ Đúng rồi, nhưng mà không thấy ai trả lời cái đó trơn luôn á. Cô Ủa? gửi link làm bài tập của ok của phim đó nhưng mà không thấy ai trả lời hết Ủa cô trơn. có. Rồi, hôm nay các bạn về làm bài tập đầy đủ nha, để được cộng 2 điểm làm bài tập nghe chưa. Ê, ê, Ủa, ê, con có ê. làm được không? Hả? Con có làm bài cái thằng Maui mà. Ủa đâu sao không thấy? Con có làm bài mà. Trong rông á cô. Đâu? Con có Con cũng vậy luôn á không cô. thấy luôn á, Ủa không tính thấy ra cô luôn muốn á. thế nhiều Bài con cái. cô gửi là con làm luôn mà. Ủa vậy hả? Ủa cái đó là phải bài tập trước không? Đúng Không rồi bài của con đó. con. Dạ đúng Bài con. cô nè đây, đây là bài Tính của. ra cô không like bài cho con luôn trời ơi. Không phải, không thấy gì. Trời À ơi. đây đây, rồi rồi, Cô thấy rồi. ghi well done luôn mà À, cô. có nhớ lộn nhớ lộn nhớ lộn vậy là có bài tập Ơi. nè. À, có Tuấn Minh nè, có Nguyễn Hoàng, Nguyễn Hưng với lại ủa Minh Uyên có làm không? Dạ không. À, vậy thiếu Minh Uyên không, vậy cô cộng điểm thêm cho Nguyễn Hoàng, Nguyễn Hưng với Tuấn Minh nha. Năm điểm đi. Điểm. Oh my god, có một điểm à. Ừ, một điểm. Tuấn Minh đâu rồi? Yeah, cuối cùng cũng bằng điểm. Tuấn Không Minh. ai dẫn đầu. Trời Cái ơi, bài lên con ghế cái cô. Minh sớm mà. Ok, rồi. Như vậy chúng ta kết thúc ở đây nghe. Con chào cô. Con chào cô Miss Ê, Hiếu. con chào cô Hiếu. See you and goodbye Goodbye cô Hiếu. everyone. Goodbye con Bye. Hiếu. Em Chúc gần cô đây chúc Hiếu cô có tuần ơi. vui Cô vẻ. Hiếu Chúc cô có tuần chưa? vui. Goodbye Cô Hiếu. cô Bye. Hiếu. Thank Bye bye you. cô. Bye cô.